Good morning các bạn ơi. Trời mưa. Mưa on off này. Mưa có lúc mưa lúc tạnh. Mưa nhiều hơn là tạnh. Khoảng tháng nay rồi. Từ Noel tới giờ luôn. Hơn nữa, trước Noel nữa. Tạnh một ngày, hai ngày cái nó mưa lại. Lũ lụt tùm lum tà la hết. Mặc dù vậy mà có mặt trời lên một hai ngày mình thấy cũng chán. Mua một ly cà phê bự chá luôn nè, trời ơi. Tự nhiên sao mình không biết, mỗi lần vô là mình mua ly cà phê bự không bao giờ uống hết đó. Đen, cà phê đen. Ngồi đây nghỉ mệt chút trước khi chạy đến thăm mẹ già. Well, the bad news, tin không tốt là mình đã thua hết 20 đồng mua lô tô. Giải độc đắc 1 triệu mốt, 1 tỷ mốt. Không ai trúng hết. Bad news là mình không có trúng, nhưng mà good news là cũng không có ai trúng. Cho nên đến thứ 6 này là cái giải lên tới gần 1 tỷ mốt. 1 tỷ 4. Quá trời quá đất. Còn là vé số tỷ mấy trăm triệu tỷ không à. Trời mà có trúng đâu, bây giờ chơi hoài. Yeah. Mấy nay buồn chán quá, không biết làm gì. Nó cứ ngồi tắm mưa, trời mưa lạnh. Mưa không có ấm như mưa Việt Nam mà cái kiểu mà ra tắm mưa đâu. Lạnh chết mồ. Thôi ta đi. Không biết tính ngồi đây nói tán dốc vài câu, mọi cuối cùng cũng không biết gì, cứ nghĩ tới chuyện thèm ăn, thèm uống, thèm gái, thèm gú. Thôi mình đi đây. Nhiều khi buồn nghĩ tới ngộ nghĩnh. Hồi lúc mình mới qua Mỹ có coi một cái phim tới nhiều quá hoài à. Cái phim về ba ông già về hưu rồi, mấy ông già buồn, ngày nào mấy ba ông cũng tụ họp ở ngoài công viên ngồi cho mấy con chim bồ câu ăn, rồi ông thì nằm thở dài, ông thì nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại. Rồi hôm thì mấy ông đi lãnh cái check cái ngân phiếu về hưu đó, phải đi vô nhà băng đặng mà đổi tiền. Ông đứng nhà băng thấy tiền đấy, nó đếm tiền nhiều quá, tự nhiên bác ông hôm ngồi nhảy ra ý kiến nói nào đi cướp nhà băng. Ba ông tính toán làm sao đi cướp nhà băng, đi ăn cắp cái súng của thằng cháu. Cướp nhà băng lủng củng nhưng mà cũng thành công. Về một bà ông về nhà đếm tiền quá trời, một túi tiền quá là nhiều luôn. Một ông thì chết nhát lắm, một ông thì vui vẻ, ông không có lo gì hết, cứ ok. Ông thì cũng như là tính toán cũng đầu tính đuôi. Rồi có tiền rồi bà ông không biết đâu xài nữa, tự nhiên buồn quá bà ông đi xuống dưới Vegas chơi, lái Vegas chơi. Đang xài tiền quá ông quýnh đồng bị đồng bạ, mà cứ quýnh chừng nào thắng chừng đó tiền lại càng nhiều hơn nữa, trời ơi. Quýnh cho thua tiền mà cứ quýnh càng ăn. Ba ông về nhà tiền quá cho tiền luôn. Nói tóm lại ba ông cứ nghĩ buồn rồi đi ăn cướp chợ băng, có tiền rồi cũng không làm gì được gì, chán quá. Ông thì sợ quá, cuối cùng ông chết. Well, ông cứ lo sợ bị bắt cái ông chết. Rồi ông kia bị sao chết nữa, rồi còn cuối cùng có một ông già sống. Cuối cùng theo người ta điều tra đó, cái ông cũng buồn quá, ông nói với thằng cháu ông. Ông thú nhận với thằng cháu ông là tiền ông giấu ở đâu vậy đó. Rồi cái ông đi ra ngoài nhà cảnh sát, ông thú tội, ông đi vô tù. Rồi thằng cháu
được hưởng cái tiền tiền ăn cướp của mấy ổng. Cái mình nghĩ hồi lúc mà mình mới 18, 17, 18 tuổi mới qua Mỹ, suy nghĩ khi mình về tới già có buồn chán gì không ta? Mình không bao giờ nghĩ đâu như vậy. Nhưng cuối cùng bây giờ thì cũng gia đình mình cũng đầy đủ bên đây nhưng mà cũng thấy buồn chán. Mỗi ngày biết làm gì. Nói bỏ nó đi, đi đâu đi đấy đó đi đi chơi cũng được không được nó tại vì mình chưa chính thức về hưu, nghĩa là khoảng 9 tháng nữa mình mới chính đến đúng 62 tuổi là mình lãnh tiền hưu đó. Thì mình có thể nhưng mà cũng chưa có rảnh đó. Mình phải lo cho mấy nhóc cho nó xong, nhóc nó còn học mới có năm thứ hai bước qua năm thứ ba ra trường rồi nó có việc làm này nọ là mình thấy mới yên tâm đi chơi. Anyway, nghĩ quẩn thế này tối ngày cứ ham mê trúng số, trúng cái là nó vui cho khỏi lo nữa. Mưa tầm tã luôn các bạn, suốt cả tháng luôn mưa luôn á. Kiểu này không biết tới chừng nào mới nắng lại. Cũng tốt thôi. Tối thui chở con đi học mà mấy tháng khóa trước ở ban ngày á thì mình còn lang thang trong trường được, mà bây giờ thì trời tối quá không có làm gì được, thôi mình đi vô trong chợ. Vào trong chợ đi chợ chút, không biết mua cái giống gì nữa, đi vô dọc cho nó giết thời gian chút xíu.
biết sao cha, mỗi lần mình vô trong mấy cái chợ sang này á, mình không thích thích mua mấy cái chợ bình dân, Safeway, Lucky đồ thôi. Mấy cái chợ này sao nó bán đồ gì đó lạ, không, mình không quen. Với lại món ăn của nó nhìn thấy mà không, cũng ok nhưng mà thấy mắc quá. Thôi giờ không biết sao nữa, nằm trong xe ngủ. Biết làm gì giờ, thôi cứ đi bộ tập thể dục thôi, trong băng bóng tối này đi đi tới đi lui đi xuôi đi ngược đi hơi chán rồi, này vô xe ngủ. Tới 2 tiếng rưỡi, trời ơi nó lâu thì nó lâu. Ok mình đi đây, trời đã tối mà lại mưa nữa, không có đứa nào đi ngoài đường, có mình ông già khùng. Đi tới đi lui cái chỗ sáng, chỗ đèn sáng này không dám đi trong bóng tối, thấy ớn quá. Chị chắc cũng sợ ma thấy mẹ. Không phải sợ ma mà tự nhiên mình mất hồn mất vía, thấy cái gì đó thấy không á, tự nhiên mà vắng lặng quá, tự nhiên có cái gì nó làm cái mình giật mình. Ôi mưa rồi, thôi chắc đi kiểu này chắc phải chạy vô xe ngủ giấc quá. Thư viện nó đóng cửa 7 giờ rồi cho nên mình không có vô đó được. Đây là cái thư viện trước nha, thấy nè. Trời ơi, không có bóng học sinh nào hết. Mấy cái lớp học ban đêm này cũng ác độc thiệt. Hồi đó mình đi học mình đâu có lấy lớp nào ban đêm, nhưng nhóc nó kẹt nó cái lớp nó chỉ bỏ lớp ban đêm nó phải lấy thôi, bắt buộc nó lấy. Chạy vô trong cafeteria ngồi, trong đây cũng chán chết mò. Thôi giờ đây ngồi đây coi YouTube một chút rồi đi. Hôm nay là ngày thứ hai để mà mình chở nhóc đi học, là nghĩa là tuần đầu khóa học này khoảng mấy tuần ta, khoảng 2 tháng rưỡi, là khoảng 10 tuần. Oh my gosh. Oh my god, mình phải tìm cách nào mình từ đây chạy về nhà mất cả tiếng đồng hồ, cho nên mình chạy về thấy mất công, nó học 2 tiếng rưỡi. Và trong 2 tiếng rưỡi mình thả nó xuống thì mình làm gì bây giờ? Trong parking lot thì vắng hoe đó. Bây giờ mình phải tìm cách làm sao mình đem mền đem mùng vô trong xe ngủ giấc. Ngủ cho đã xong rồi đến khuya thức khuya coi YouTube. Chứ ban đêm này đi vòng vòng trong trường nó ớn quá. Chị hai là phải sao? Cái thư viện thì nó cũng đóng cửa sớm. Trời, ngồi thư viện nhìn đông tây nam bắc thì bắn qua. Anyway, thôi mình bỏ xe nằm. Mình chúc các bạn vui vẻ nha. Đón Tết vui vẻ.